Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Lâu quá tụi mình mới gặp lại nhau ha. Tại vì thường á là cuối năm với lại đầu năm là Su rất là bận. Cuối năm á thì công việc nó dồn, còn đầu năm á thì phải sắp xếp lại mọi thứ nữa, nên là không có thời gian up video cho mọi người xem được. Tôi quay á thì quay nhiều lắm, nhưng mà thật ra là không có thời gian để ngồi lại edit đó mọi người. Dạo gần đây á thì Su đẩy mạnh qua TikTok nhiều hơn, nên là mọi người qua đó ủng hộ Su với nha. Một ngày đi chụp hình của Su thì sẽ như thế nào? Hiện tại là mình đã tắm rửa xong hết rồi và đang đặt đồ ăn, đang đợi người ta ship lại. Tại vì nay thức trễ nên là không có nấu ăn được. Cái gì cái chứ, ăn cái này rồi tính nha. Trời ơi, mấy nay tôi thèm cá quá trời. Thèm mà ít là ăn 3 ngày nay mà không ngán nữa. Trời ơi, thèm cá. Nhất là cá chiên nha. Đã. Rồi, make up xong rồi đó, là giờ đi nè. Nhưng mà đi hôm nay tôi đi chụp ảnh một mình. Một mình thôi. Đáng lẽ là sẽ có thêm một bạn trợ lý nữa đi chụp với tôi, nhưng mà bạn nó bận rồi. Tự nhiên cái hủy kèo ngang luôn. Nên là thôi tôi đi chụp một mình. Ý là đó giờ cũng đi chụp mình cũng quen rồi, không sao. Mà nếu như mà có người chụp đi chụp cho thì nó sẽ kiểu nó sẽ dễ hơn. Đây, trợ lý của tôi. Rồi, giờ đi nha anh em. Đây đi quận 2 á mọi người. Tới chỗ rồi nè. Nhưng mà mình đang ghé cửa hàng tiện lợi mình nó uống. Xong cái chỗ chụp là bên đó luôn mọi người. Bên đó đó. Bên đó có nhà vệ sinh công cộng luôn. Xong mình vô đó mình thay đồ, thay cái váy. Tại mình đang mặc quần jean, nắng lắm. Hồi nãy đi dọc đường mưa. Mà kiểu mưa lầm găm á. Mưa lầm găm xong cái áo của mình nó bị lủng lỗ lủng lỗ mọi người. Kiểu như cái giọt mưa á, đúng không? Cái giọt mưa nó nhiễu xuống cái áo, lủng lỗ lủng lỗ 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 vậy đó. Mình sợ mưa lớn xong rồi cái áo nó không khô được, là không chụp được luôn mọi người. Nhưng mà hơi là chạy xíu nó hết mưa với lại thêm nắng á, cái nó khô cái chỗ đó luôn. Chị tha son. Trời ơi, ở đây là mình chụp ở một cái chung cư mọi người, mà mình thấy xung quanh toàn là kiểu người làm văn phòng các thứ không á, đi kiểu bị ngượng ngượng mọi người, kiểu ai cũng mặc sơ mi mặc vest các thứ sang trọng á, cái mình kiểu nít đâu lọt vô đây. Hồi nãy phố mình đi đi vô chổng mua nước uống. Nãy mình đi dọc vô chổng mua nước nãy mình đi vô giọng mua nước uống mà, xong là mình để cái ba lô ở ngoài đây nè, ở ngoài cái bàn mà mình chuẩn bị ngồi, rồi mình định vô đó mình mua nước xong là ra đây là mình ngồi mình dặm lại các thứ tại trong đó không có bàn. Xong rồi mình mới bước ra cái thấy cái chú kia ngồi ngay cái bàn của mình để ăn. Xong cái mình đi ra thì mình thấy là mấy cái bàn khác thì nó bị nắng hết trơn rồi nè, mấy bàn này nó bị nắng hết trơn rồi nên thôi kệ chú đó ngồi vậy đó. Xong cái mình cũng ngồi xuống mình ý là ngồi đối diện nhau á, ngồi đối diện nhau trong một cái bàn á, hiểu không? Nó sượng trắng nè, nó kỳ cục dữ lắm. Nhìn không dám nhìn, ngước mặt lên không dám ngước mặt các bạn. Xong tao khui nước cho tao uống. Ý là cái chú nó đi rồi tao mới dám bật cái máy tao quay. Nãy mình chạy vòng vòng khu trong đây cũng thấy có mấy bạn đi chụp hình giống mình á. Mà ai cũng đi, có bạn bè, có nhóm hết trơn, của mình đi mình nó chờ mình chạy vòng 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 kiếm chỗ chụp. Đi mua khăn giấy, có hai chị ngồi kế bên không có dám nói chuyện. Chuẩn bị ra ngoài chụp gì nó lầm gầm, mưa nắng, nó bay, có gió nữa. Anh em. Nghĩa hả? Thấy mưa không? Thấy mưa không ta? Chắc một lát là hết rồi, nhưng mà sợ biết sao không? Cái đường nó ướt, chụp lên ảnh nó xấu. Bão luôn rồi anh em ơi. Ôi mày chuối. Ai khóc nơi đồ này. Không biết giờ Sài Gòn còn chỗ nào mà kiểu như là mưa nó không ướt luôn không ta? Chỗ nào mà sáng giờ chưa có mưa á. Tại vì cái view nó ướt là chụp nó kỳ kỳ. Không lẽ chạy dời. Hôm nay nhiều chuyện xui lắm nha. Rồi luôn rồi.
Cái này là cỡ không về được luôn rồi đó. Đi xem tình hình nè. Hết mưa rồi. Nhưng mà cái đường ướt nhẹ, bức tường ướt nhẹ. Rồi sao giờ? Ôi mai chuối. Thay đồ xong rồi nè. Đi chụp nè. Trợ lý của mình đây. Kiếm cái chỗ nằm nó ít ướt lắm. Chắc vô trong đây quá. Là mình sẽ kết nối Bluetooth vô đây. Các mình bấm 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 chụp. Đây mọi người. Là mình sẽ bấm cái này. Kiểu tôi đi chụp hình quen tới nỗi mà tôi nhìn cái camera ngoài sau thôi mọi người, là tôi biết là tôi cần đứng như thế nào để cho nhìn cái góc hình nó đẹp luôn á. Ý là nhìn vô cái camera thôi là biết là mình nên đứng như thế nào luôn á. Lúc này là chuyển chỗ nè mọi người, tại vì trong kia đông quá, mọi người đi qua đi lại nhiều quá, với lại hơi tối nữa. Còn ra đây thì kiếp nạn là gió quá trời gió luôn. Trời mưa mới tạnh nên là gió nó nhiều quá mọi người, và còn mưa lâm râm bay bay nữa chứ. Đây, và đây là set thứ hai. Nhưng mà ý là chỉ chồng cứ bước đi vô thôi. Kiểu mình phải chụp ba cái hút đi đó mình, là thay qua thay lại, chồng qua chồng lại rồi. Đây là mèo hút đi thứ hai. Cái này hơi nhỏ nha mọi người. Ơi điện thoại còn có 2% mà không biết đủ chụp cái này với cái kia không nữa. Đang chụp hình thì tắt nguồn, xong rồi phải ngồi sạc ở cửa hàng tiện lợi nè. Ngồi sạc ké phải đứng bấm điện thoại không bị cái bên gì hơn là người ta cho sạc ké mọi người, không là lát không có pin để sạc Google về luôn. Rồi ra chụp tiếp lẹ. Một buổi đi chụp hình bất ổn. Rồi bây giờ là xem thành quả ảnh nãy giờ mình chụp nha. Có pin rồi, và bây giờ là chuẩn bị đi về. Thì vlog kiểu chụp hình của tôi chỉ có vậy thôi mọi người. Biết tại sao mà tôi ít đăng video với lại ít ra vlog này kia không? Thì ra là cũng muốn mọi người, nhưng mà tại vì đa số cái khoảng thời gian của tôi là toàn là tôi ở một mình không à, nên là kiểu không có nói chuyện với ai, không có tương tác với ai trong video thì mọi người sẽ bị chán. Như là hôm nay, như là vlog hôm nay nè, nên là kiểu quay chỉ có một mình tôi thôi, xong rồi cứ vậy xong rồi kết thúc video thì nó sẽ kiểu bị chán đó mọi người. Sẽ bị chán đúng không? Có chán không? Có chán không? Nên là kiểu nếu mà kiểu trong một video mà có nhiều bạn bè rồi cười nói vui vẻ, cười giỡn cười đùa với nhau thì chắc chắn là nó sẽ vui hơn đúng không, hơn là video chỉ quay một mình đó vậy đó. Thôi nhưng mà tôi vậy cũng quen rồi mọi người, lâu kiểu như là cũng có những lúc tôi đi chơi với bạn nhưng mà ít lắm, lâu lắm. Hey. nhìn tôi nãy giờ chầm chầm luôn, xong rồi đi qua. Thì vlog của tôi chỉ có vậy thôi à, nên là tôi sợ mọi người kiểu coi nhiều quá mà chỉ còn mình tôi thì mọi người sẽ bị chán. Với lại tôi cũng ít có sự kiện, mọi người ít đi chơi á, chỉ đa số là làm việc ở nhà quanh quẩn ở nhà làm việc mà, chứ đâu có đi đâu đâu, cũng không có sự kiện gì nhiều hết trơn, nên là không biết quay cái gì thiệt á, không biết quay gì hết. Còn ví dụ như hôm nay đi chụp hình thì make up xong rồi đi chụp hình xong rồi về chứ vậy thôi à, nên là không biết quay sao á, hiểu không? Không biết, ý là quay thì cũng được nhưng mà sợ nó ngắn, với lại sợ nó chán, tại vì cũng không biết quay cái gì hết, tại vì kiểu như nó như một vòng lặp, nó tôi còn thấy chán nữa mà, nó như một vòng lặp vậy đó mọi người. Thôi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi về nha, mình phải đi ra chỗ khác để nói chuyện với mọi người nè,
chứ ở đằng đó bây giờ người ta đông rồi, kiểu như bây giờ người ta tan làm cái người ta tụ họp xuống đó thì sao á. Bây giờ đi về nha, cho mình sống rồi. Rồi mọi người ơi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mọi người đừng quên để lại cho Su một like và đăng ký để ủng hộ Su nha. Nếu mà có chủ đề gì hay hay mà kiểu mọi người thấy phù hợp với Su, phù hợp với cái lối sống của Su thì nhớ comment gợi ý cho Su nha. Nếu mà làm được, nếu mà quay được video chủ đề đó thì Su chắc chắn sẽ quay. Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye. Nhiều người nhìn quá. Bye bye.